Dạ, cũng xin thân kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cũng cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn thời gian qua ủng hộ nhà trường của kênh Văn Sa Cần Thơ chia sẻ. Hôm nay tiếp tục mình làm bài cô chú giao lưu khoai tú quý với mai vàng. Đây mới về rất là nhiều. Rồi cô chú mình xem nghĩ cái nào hay trực tiếp cho anh mau giúp kênh quý cô chú như vậy. Rồi clip đây anh chia sẻ luôn cho cô chú mình xem nha. Rồi chào anh Mau ơi. Rồi em chào anh Linh ha. Dạ. Em xin mới chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em tiếp tục lên một clip nữa gồm có mai tứ quý và mai vàng để giao lưu với cô chú. Thì qua số điện thoại của em là 0939048121. Em tên Mau, ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Dạ rồi, thì đầu clip em vô cây số 1 là cây tứ quý trước nha cô chú. Cây tứ quý ha, cây này dáng trực nha cô chú. Cốt cành đóng cũng rất là đều. Cốt cành đều đầy đủ, trên này đều gan nè, cành cũng to to đều cho nên to to không? Đế này nó hơi chảy xuống, sổ sổ xuống, hơi sổ một chút, hơi sổ nôm tí mà bỏ đều hết, nhìn không trống nha, đều gan, đều cho nên có này nó đầy đủ luôn, cái này cũng đang cây giót gốc nở. Cái này trên là thao ghép là ok rồi. Mới cho cái chiều cao ha, chiều cao là được 1m2 của chú ơi. Chiều cao 1m2, chiều cao 1m2. Này che ghép thằng thông hết một cốt. Cái này cô chú anh chị mình để cũng được, không thì mình cắt ngang xuống đây cũng được ha. Này chỗ này thì nó dư nè, rút cái cốt cành này sát vô mình lấy qua bên đây. Dư chỉ mà cần nặng nữa nó cái kia nó bự lên. Dạ. Cái cành kia nó to lên lại. Nó cân đối lại cái. Rồi, vô quanh. Cân nó. Rồi quanh vị trí này 36 ha cô chú. Quanh 36. 36 ha, không cấn đâu hết ha. Cái đường kính bầu là được 57. Để chảy sổ sổ nó nôm nôm chảy sổ nha chứ không phải chảy bạn, nhìn nó là cây rồi giá luôn. Rồi mã số 1 cây tứ quý em giao lưu với cô chú là giá 3,2 triệu hả cô chú? 3,2 triệu cây số 1, 3,2 triệu cây đế đều cốt cành có luôn cô chú ơi. Giá vừa chơi, giá nó cũng khá là mềm tại chỉ cành nó đầy đủ, đế cũng đẹp luôn, đều luôn, hoành cũng lớn, hoành 36. Giờ phép đổi cây luôn. Trời ơi, làm bầu cho bá lửa luôn. Chụp lên cái số 2. Chim chim lên. Cái bầu này là hơi nghiêng. Bầu hơi nghiêng. Một cốt thẳng băng được không? À. Cốt giót luôn á, giót ngọn luôn. Tiếp theo mã số 2 cô chú ơi, cũng là cây tứ quý ha. Cây này cũng đế sổ nôm luôn mà cốt cành thì quá trời luôn rồi cô chú ơi. Mà nó giót cây đẹp ha. Sát chỉ chích không? Quá trời. Điều tứ diện luôn. Cây này mình ghép một cái là nó mau kính, ghép một cái là ra cứng nhắc luôn. Vì mình có thể xử bớt chi cành cũng được, dư thì mình xử bớt cũng được, họ để cũng được. Quá trời đẹp, chi cành. Để coi cũng khá khá thôi chứ. Cũng đều đều. Bù lại chi cành đẹp, quá đẹp. Clip này em cũng có 4-5 cây mai vàng, 3-4 cây mai vàng em cần thanh lý ha. Cô chú anh chị nào alo thì em để giá hữu nghị ha cô chú. Rồi chiều cao là được 1m, tính 1m3 thôi. Chiều cao 1m3. Tán ngang hiện tại của nó là được 79. Cây này quá trời cốt cảnh cô chú ơi. Cốt cảnh bạc phê luôn. Để rễ cũng đều, cũng được, đầy đủ, cũng kín kín bầu.
gốc thì nó cũng hay nở giót luôn, giót ngọn luôn, giót ngọn siêu. Ngọn giót cây này rất là đẹp. Dạ, chơi hoành luôn. Rồi hoành vị trí này là 35 luôn hả cô chú? Hoành 35. 35. Sổ của nó là được 29 ha. Cái đường kính bầu là được 50. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 2 em giao lưu với cô chú là giá 3,5 triệu cô chú ạ. Cây này cốt cạnh nó đẹp ha. Cành bao phê luôn. Bao phê luôn. Cây số 1, số 2 ha. Cây số 2 3,5 triệu. Dạ. Cô chú nào ơi. Cho em cặp này nó cũng xứng xứng. Cây cũng cỡ cỡ nhau. Điều điều, chiều cao cũng cỡ nhau. Số 3. Rồi. Số 3 là mai vàng nha cô chú. Cái hôm thành cái gốc củ to này. Để điều. Cái này sát lớn nha, hôm nay em bán giá thanh lý luôn. To to. Cái này cốt cành mình ghép cũng dễ chơi ha, ghép bo một cốt ba bo là kính tàn liền. Cái nhựa mạnh, cái này nhựa mạnh nè. Lú rồi nè, lú xanh xanh nè. Dễ dễ màu màu trời. Khu bột sơ sơ. Trồng ra từ hai ghép thôi. Đây lực cây lắm, kỹ lực cây lắm. Rồi, chiều cao 27 ha cô chú. Cho hoành luôn đi. Hoành vị trí này 33 ha. Hoành 33. 33 đế đều hết cô chú. Đều không chống luôn á, vậy sát sát. Đường kính bầu 48. Rồi giá luôn. Rồi mã số 3 mai vàng ha, em giao lưu với cô chú là giá 1,7 triệu ha cô chú. Bán giá mềm luôn luôn. Có 1,7 triệu hả cô chú ơi? Giảm giá nhiều yếu rồi. Cây ba mấy hoành mà đế đều nữa mà bán có 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu. Rồi 1,7 triệu mã số 3 là mai vàng. Mà đẹp luôn. Đẹp luôn. Phê. Cây này mới phê nè. Nặng, nặng dữ. Số 4. Số 4 cô chú. Số 4 cũng là mai vàng ha. Cây này cốt cành đều ha, cây này có mấy clip trước em còn cụ ha. Cốt cành. Bao đẹp luôn. Đây ghép. À, em chim nó chưa ngay nha cô chú. Vậy mình trồng mình chỉnh nó ngay lại. Cây này nó đâm tược dữ. Rất là mạnh luôn. Cây này nuôi thời gian sau là nó sẽ lên trụ da mẹ da cám đẹp lắm. Thành một gom hình cũ cho bá đó. Số 4 nha cô chú. Số 4 là mai vàng. Cộng cho đồng số. Chiều cao em đo như là được 64. Nó hoành luôn ha. Hoành này nó chạc, nó cũng hơi khó đo nha cô chú. Nghĩa là đo điểm nào mình tính điểm nấy. Vị trí này 38. Như cái củ tròn. Củ tròn của nó là 57 ha. Đường kính bầu của nó là được 55. Nhìn thấy lực tròn. Cây này những lực cây gì? Tròn cây lắm luôn ha. Nồi đế tròn ổn luôn. Rồi tổng nồi đế của nó là được 110 ha cô chú. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 4 nha cô chú, em giao luôn với cô chú là giá 3,5 triệu. Cây rất đẹp cô chú ơi. Cây già lắm già. Phôm này chỉ cành lọc cái tàn thôi, còn đa đẹp luôn, đều luôn. Mã số 4 3,5 triệu nha cô chú. Đồ đế chà bá luôn. Chà ổng, giờ gặp phép đó cây luôn. 3,5 triệu cây số 4.
Rồi quanh đây luôn anh Linh, hết lên nè. Lên rồi, nó sẵn rồi. Ừ, nó sẵn rồi. Rồi tiếp theo mã số 5 của chú ơi. Đây, clip này em có 3-4 cây ha, 3-4 cây của cây cụ ha. Cô chú nào ủng hộ hết thì em giảm giá ha. Cây đẹp không nè. Cây lớn mà cây đẹp không rồi cô chú ơi. Hôm này, chỉ cành đầy đủ, không bị vàng. Như bắp mặn. Cây này rất là đẹp. Cây này mai vàng nha cô chú, mà nó già lắm, già. Cốt cành thì nó đóng tứ diện hết, cốt lực lực không. Cái này không có form, nó đẹp luôn, đầy đủ luôn. Điều cái cũ thì thôi khỏi nói, nó bự chà bá luôn, tròn do luôn, không có chống bên nào hết, kẹo sát gạt luôn, ngắt nhìn nó lực, nhìn từ xa cái lực cây ghê luôn. Hơi nâng cây rồi mới cho phải chiều cao ha. Chiều cao em đo gì hay là được 80-89 nè. Chiều cao 89. Giót luôn. Rồi, vô quanh luôn đi. Rồi, quanh em đo vị trí là 52 hả cô chú? 52 luôn ha, không có cấn, không có gì hết ha. Quanh 52. 52 là quanh chuẩn luôn cô chú ơi. Rồi, tổng quanh đế của nó là được 114 ha. Tròn do. Tròn do luôn. Này cái nói gì chứ banh thì cũng gần đúng luôn, tròn ổn luôn. Cái này mình vớt nhẹ ngang đây nè, có rễ mồi xuống nè, vớt ngang đây cái là tròn luôn. Đây vớt này nữa. Vì mình xử lại thì đấy. Sẽ đẹp. Rồi cây số 5. Rồi cây số 5 em giao lưu với cô chú anh chị là giá 13 triệu cô chú ơi. 13 triệu cây số 5. Dạ. Cây đẹp cô chú ơi, cây năm mấy hoành cốt cành đều đế đẹp nữa. Đế phao phi VIP luôn á. Dạ. Ít được cái cây đế ngồi cũng đế đặt cho bá gì. Hoành năm mươi mấy. Cốt cành nó cũng lực đều luôn. Dạ phép đó không. Rồi tiếp theo mã số 6 là cây tứ quý một cốt luôn cô chú ơi, cây này khỏi chê luôn nha cô chú. Xa em cho cái chiều cao luôn đi. Chiều cao này nó khoảng 1m8 nè cô chú ơi. Chiều cao 1m8. Cái ngang hiện tại của nó là 1m15 ha. Cây này cốt cành là tứ diện ha, nó dày luôn nha cô chú. Một cốt mà nó thẳng chia cành đều lên tới ngọn luôn. Chia cành đều từ trên dài dữ. Từ trên dài dữ luôn đó. Cái này cô chú anh chị mình ghép vô một cái là thôi, thành nguyên một cây hàng lớn luôn. Đặc biệt cây này là cái củ đế nó tròn do nha cô chú. Tròn do luôn á. Vô cái khung luôn. Nụ thời gian sau nữa là nó phì phì ra rễ nữa, bít chịch nó ngắt luôn. Nở, cái thân này gốc nó nở lên, gió gió lên một xíu. Đây quá. Bư bư cái lội ra cái rễ nữa nè. Chà bá nở nè. Khi cô chú nhìn không thấy không? Đâu rồi, rễ bự đi. Chà bá luôn. Cần do luôn. Thấy gõ, gõ nét luôn á. Không ghê, không thấy. Không thấy. Gõ nét luôn á. Đây từ tưởng nó ấy hả? Tưởng là tưởng đâu cái phiết, phiết dỗ đó. Ngày cái rễ chập bá luôn. Như là cứng luôn rồi đó. Như là đều hết trơn, không chống tí nào vậy. Ủa đẹp. Khến luôn. Cành đầy đủ đẹp luôn, tàn cũng đẹp.
Cây này cũng đang cây luôn, giót ngọn rồi. Xíu. Gió quanh nha. Rồi. Cây này hơi chặt chặt. Vị trí này là 49 nha cô chú. Quanh 49. 49 ha, chuẩn luôn ha. Là còn trên cao, nó này em nó sát xuống luôn, là nó cũng như cái thân thôi nha cô chú. Nó tới 53 lần ha. Là 53 nè, không có cấn không có gì nữa. Tại nó cây gốc nở. Dạ, cái gốc nở. Nó nở chạc xuống. Chạc xuống. Nguyên cái củ tròn luôn ha. Củ đặc tròn luôn. Nó là 83 nè. Củ tròn do luôn á. Cây tôi quý chứ. Rồi giá luôn. Rồi cây số 6. Cây số 6. Cây số 6 này em vô luôn với cô chú là giá 16 triệu luôn cô chú ơi. 16 triệu. 16 triệu. Cây này em bao ship 200 km nha. Chị gọi phép đỡ cây cô chú nè. Ok luôn. Tiếp theo là mã số 7 cô chú ơi. Số 7 cũng tư quý nè. Một cốt thẳng dây cành cũng đầy đủ. Cây này chiều cao đúng 1,5 m luôn. Cao 1,5 m. Cây này cũng sát lớn nha cô chú, nhưng mà giá rẻ ha. Để cái điều điều cái điều ghen luôn. Gốc nó nở chầm bá, quanh cũng hơi lớn. Cái này đấy nha, chảy hơi bằng bàn, hơi sớm sớm nhẹ. Điều gan cứng ngắt luôn. Cứng ngắt. Không chống. Rồi, em cho hoành luôn nha. Hoành vị trí này 48 nha cô chú. Hoành 48. 48 nha. Dưới này 50. Cái đường kính bầu là 58 luôn. Hoành 48. Tay cạch cũng đều đầy đủ. Chiều cao 1,5 m, cân đối cây. Rồi giá luôn. Rồi cây mã số 7 em giao lưu với cô chú là giá 8 triệu ha cô chú. 8 triệu cây số 7. Hoành 4 mấy, 48. 48, 49 ha. Cây này đo, đo chuẩn là có 49, 50 được đó cô chú ơi. Em đo nãy nó còn hơi xích trên chứ. Mà đế đẹp. Một điều. Cốt luôn. Cái này nó già dữ lắm, già đó, nó trồng trong cái gốc dừa. Rồi, phép đổ cây luôn. Rồi, tiếp theo còn một em mây vàng. Cái này cũng... được chám vô luôn, cây cũng đẹp. Cái này đế điều nè, mà tội cái là nó có cái rễ lũa thôi mà khó bán. Đây, rễ lũa nè. Nó sống nha cô chú, chứ không phải là để chết nha cô chú. Nghĩa là nó sống bình thường vậy đó, nhưng nó lũa một tí. Bơm động lực. Giao lưu giá rút vốn luôn nha cô chú. Già cây dạ. Cực già luôn. Có alo là có chốt nha. Bữa nay là nó đâm chồi rồi nè. Mạnh nè. Điều tứ diện luôn, sát sát không? Để gì cần như để sắp. Rồi chiều cao em lo được 61 ha. Chiều cao 61. Rồi vô hoành luôn. Hoành vị trí này 49 nha cô chú. 49 hoành ha. Còn 49. Đường kính bầu là kể như 60 luôn đi. Đấy lực lực không.
Cây này đẹp lắm chứ. Cây này ghép hợp cái form là bonsai là hỏi chơi đại luôn. Cái này mà clip này không vô lưu được là em lên chậu luôn chứ không có quay nữa. Đáng sưu tầm cái đúng cái này. Này tại sát lớn quá lớn mà đế đẹp. Mà thấp thân cái cành nó cũng thấp dạ, cũng gì đó, cân đối cái xe đầy đủ. Chơi cây lùng lực ok lắm. Vành to mà. 49 rồi giá 48 triệu. Okay. Rồi mã số 8 ha cô chú. Cái này em giao lưu với cô chú là giá 4.8 triệu. Dạ 4.8 triệu. Cây số 8 dạ gọi nè. Rồi cây số 8 cũng là cây cuối clip của em hôm nay luôn cô chú ạ. Thì em rất mong cô chú mình xem clip ủng hộ em clip này được mau lẻ ha. Em xin cảm ơn cô chú và xin chào tạm biệt ạ. Dạ chào mau luôn. Dạ chào cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú anh chị nghĩ mã số nào ngày trực tiếp cho em vào cái kênh nhé. Dạ rồi, trân trọng kính chào.